quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tại đây thì theo nhiều người dân cho biết, vào khoảng 7 giờ hơn đã phát hiện đám cháy xảy ra tại ngôi nhà số 31 đường Láng. Sau khi trình báo cơ quan chức năng thì hiện tại cơ quan chức năng đã có mặt và khống chế đám cháy. Cháy đùng cháy khói ra, mọi người kêu khói cháy, thì mình chạy ra xem thấy cháy đùng đùng thì mình gọi mọi người ra mà, xong mình gọi cứu hỏa mà, nhưng mà cũng nhiều người gọi lắm. Lúc đầu chị thấy thì chị thấy cái ngọn lửa nó bùng lên và nó có kêu lộp đột lộp đột ở khu biển quảng cáo ấy, khoảng quảng cáo đằng trái mà chạy nhìn ra vườn hoa kìa đấy, sau đó là nó bén lửa ngược vào bên trong đấy, và nó cháy bén bên trong, chắc là cũng có nhiều nhựa hay cái gì bên trên đấy thì chị cũng không biết, nhưng mà nó cháy bén nhiều, nó bùng lửa lên. Nhưng cũng may là cái phần cháy của nhà này là cái hai cái tầng bên trên nó cao nên nó không lan, nó chưa lan được sang nhà bên cạnh. Nếu mà các tầng các nhà mà san san nhau thì chị cũng sợ nguy hiểm là nó sẽ lan sang nhà bên cạnh. Một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường có 2 chiếc xe cứu hỏa và 1 chiếc xe cấp cứu đến hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy. Cũng theo ghi nhận của báo Lao Động, vụ cháy khiến giao thông khu vực trở nên ùn tắc do người dân tập trung đông theo dõi vụ cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.